Con chào ông bà đi con. Được. Rửa xe đạp à? Thôi giờ tới ông bà con rửa xe đạp mà. Rửa xe đạp dơ rồi mẹ. À xe đạp đó của ai ạ? Nhà cửa này của con. À xe đạp của con là con rửa đó hả? Xe đạp của con ra lại. Xe đạp của con hư rồi hả? Đi cha tôi cho xe mới đi. Nước mình, nước mình, nước mình. Nước mình, bao nhiêu? Nước mình, nước mình. Đi. Chậu lan màu xanh đẹp, mê chậu lan màu xanh lắm cả nhà. Ở đây thì hoa sứ ướt mình mẹ, ướt mình mẹ. Vậy vậy đó em, tứ xong một vàng rau ở đây ha, là ướt mình mẹ vàng ở đây với ngồi vàng đây với vàng ngoài kia cho chồng em nữa là nó một bộ đồ đó. Hôm qua nắng quá, nắng mấy cây quế em nó héo hết trơn cả nhà. Nhà đàm, nhà thấy nhà đàm em này nó một bụi nào nấy rồi nè, quá trời luôn. Đi nấu chè ăn cho mát quá, mai chiều qua cắt đi nấu chè ăn được rồi đó cả nhà. Nấu nồi chè đậu xanh ăn cho nó mát rồi trời, trời nắng nóng. Con Tứ cây hoa đậu biết cho mẹ nè, đợi Tứ hoa đậu biết nè, đợi Tứ cây hoa đậu biết nè con. Bôi không nổi rồi hả? Bôi không được đây nè, nó chuột giỏi lắm. Rồi vô rồi nè, lo lấy ống này đi, rồi lấy ống này vuột khúc rồi đó. Ê đừng có xịt mẹ, quậy nổi nước luôn, cho con chuột quậy nổi nước luôn. Đi Tứ không, Tứ lên mấy ruộng nha đam cho mẹ. Không biết đường Tứ rồi hả? Tứ bên đây nè ông ơi, đây nè nó. Con có tiếng đường Tứ đâu, con dành con Tứ cho. Cho nó dành rồi cái nhà, cho nó dành rồi cái nhà hả? Cho em chứ, giờ không để cho mẹ làm sao, dành luôn rồi đó cho nè, dành luôn của em đó cả nhà. Có ai như nó không? Chuột chuột con bỏ xuống đi, giờ con bé bay ông bà đi nè, con bé bay ông bà đi rồi mẹ con mình đi Tứ tiếp. Nói cho cả nhà ơi, thôi để em quay lúc nó quậy lát thôi. Chửi mình nha nha, chửi mình nè. Con chào các ông bà cô chú. Chửi mình à, nó con chào ông bà cô chú đi. Nè nè nè, quay lại chào ông bà cô chú. Con chào ông bà. Con chào má bà. Cô chú. Chào chú. Anh chị. Được chuột ướt mặn thôi nè. Chuột ướt mình, chuột ướt mặn là ướt mặt rồi đó cả nhà. Nó nói ướt mặn đó cả nhà. Nó quậy gì đó cả nhà. Thôi cả nhà ơi, clip em cũng dài đó. Em đang quậy cho chuột, nó quậy chút xíu vậy đó. Giờ em phải đi Tứ rồi, đừng để cho nó quậy nữa. Hồi về nó bệnh luôn.